Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vận Mệnh Trong Tay, kênh chuyên luận chỉ tay chuyên sâu cho các bạn. Tiếp tục với cái series luận chỉ tay thì hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn bàn tay của một bạn nữ sinh năm 1992, nhâm thân kiếm phong kim, cung sinh là cung khôn. Thì chúng ta sẽ xét trước vào cái hôn nhân cũng như cái tình cảm. Thì ở đây bạn ấy có cái đường tâm đạo sâu ha, nhưng mà nó lại ngắn, kết thúc tại cái gò thổ tinh. Thì thể hiện là người có cái tình cảm sâu sắc nhưng mà dễ xử sự theo cảm tính. Bản thân đôi khi cả thèm chóng chán, lúc yêu rất là nồng nhiệt, lúc lại chán chường không muốn nữa. Tâm tư đôi khi lạnh nhạt thất thường, cuối đường chia làm ba nhánh. Đây ha. Chủ là người biết cách thấu hiểu nỗi lòng của đối phương, quan hệ xã hội tốt, có sự nhiệt tình, hiếu khách, dễ được quý mến. Vân hình chữ nhật giữa minh đường. Đây, người nào có cái hình này nha. Cho thấy bản thân biết nhẫn nhịn trong tình cảm, biết điều, cư xử biết trên, biết dưới, đối nhân xử thế tốt. Xuất hiện đường, tuy nhiên lại xuất hiện cái đường phân nhánh này ha. Nó cắt xuống cái đường chí đạo mà nó vượt qua cả cái đường sinh đạo á. Thì phải để ý rằng trong cái đời sống tình cảm dễ bị người thứ ba xen vào làm ảnh hưởng đến đời sống tình cảm, dễ có sự phản bội ở trong vấn đề tình cảm á. Ngoài ra còn thể hiện là khi xử lý một sự việc nào đó thì dễ để tình cảm lấn át lý trí, mà dễ đưa ra cái quyết định sai lầm để rồi khiến bản thân phải hối hận. Đường trở ngại đứt đoạn đây ha, mà nó xuất phát từ những cái gò kim tinh đi lên này, nó cắt qua cả những cái đường tâm đạo trí đạo luôn á. Thì nó thể hiện là trong vấn đề tình cảm á, dễ cái giai đoạn ban đầu á, thì dễ bị người thân ngăn cản, còn những cái giai đoạn sau này á, thì ở trong tình cảm dễ xảy ra những cái biến cố lớn nha. Tam giác ở cuối cái đường tâm đạo này. Đó. Thì thể hiện sống thiên về cảm xúc, có những thời điểm dễ xao xuyến vì người khác. Ngoài ra trong chuyện tình cảm thì dễ bị tiêu cực, đôi khi bị người nhà áp đặt can thiệp vào cuộc sống cá nhân nên khó có sự tự quyết. Nếu tự quyết thì dễ gây ra cái sự bất đồng quan điểm trong gia đình. Tuy nhiên ở bên ngoài xã hội lại dễ lấy được thiện cảm từ người khác. Ở trong các giai đoạn từ 31, 32, 33, 35, 36 và những cái giai đoạn từ 43, 44 tuổi trở đi á, thì liên tục dễ có cái sự sóng gió trở ngại về mặt tình cảm. Ngoài ra ở đây cần chú ý thêm các mối quan hệ vào các giai đoạn là 31, 33 trở đi nha. Và 44 thì dễ làm ảnh hưởng đến cái đời sống hôn nhân của bản thân mình. Đường tâm đạo lại đứt đoạn ở dưới cái gò thủy tinh. Đây. Đây đường tâm đạo này có sự đứt đoạn ở dưới cái gò thủy tinh này. Thì chú ý tình cảm dễ xảy ra cái sự ích kỷ này, lợi dụng này, quan niệm về vật chất cao mà dẫn đến tình cảm bạn bè hoặc là tình yêu tan vỡ. Giai đoạn từ 31 cho đến 32 tuổi đổ đi á, thì liên tục có những cái đường vân nhỏ này ha, tiêu cực nó cắt ngang qua những cái đường tâm đạo này này. Thì thể hiện là trong cái đời sống tình cảm dễ có nhiều cái sự cãi vã này, bất đồng quan điểm, khó hòa hợp. Mà ở đây mình thấy là bạn có 4 đường nhân duyên. Có 4 đường nhân duyên này, 4 hoặc 5 đường gì đó nhưng mà nó hơi mờ nha. Cái đường rõ nét nhất thì tiếc là nó lại phân nhánh nha. Thì ở đây mình sẽ chỉ xét về 4 cái đường nhân duyên thôi. Thì trong đó có 3 đường nhạt và 1 đường đậm. Ngoài 30 tuổi thì chủ dễ có những cái mối tình cảm nắng, hoặc là những cái cảm xúc thoáng qua và sẽ có một cái mối tình sâu đậm. Tuy nhiên ở trên tay thì lại báo hiệu là bạn dễ dẫn đến hôn nhân vào cái giai đoạn là dễ kết hôn ấy, vào cái giai đoạn là từ 21 cho đến 23 tuổi. Nhưng mà cái đường nhân duyên ở cái độ tuổi này khá nhạt thì cho thấy là dễ chưa có đủ cái sự chín chắn sâu đậm nha. Nhưng vẫn dẫn đến hôn nhân hoặc là dễ được mai mối, hoặc là được gia tiên đưa đường chỉ lối chấm chọn nha. Có nghĩa là ở đây nếu như mà cái đường chỉ hôn nhân của bạn mà nó càng ngắn mà nó càng nhạt á, thì lúc mà bạn quen là bạn yêu cái người này thì cái mối tình của hai bạn nó chưa có đủ cái sự chín chắn và chưa có đủ sâu đậm. Mình có xem cho một số người khác á, thì là do mai mối mà tới, mà hoặc là được gia tiên chấm chọn, tức là gia tiên đưa đường chỉ lối để bạn lấy người này. Tại vì mình thấy cái đường hôn nhân sau cái độ tuổi 30 á, nha, nếu mà bạn lấy đường đó thì nó chắc chắn là sẽ phân ly, tại vì cái đường này nó đã phân nhánh rồi. Nhưng mà khi mà bạn lấy quá sớm như vậy á, thì
bắt buộc là ở trong cái vấn đề tình cảm hôn nhân á, bạn phải cố gắng dung hòa, cố gắng nhẫn nhịn và đủ cái sự bao dung. Tại vì khi lấy sớm quá thì bản thân mình sẽ chưa có đủ cái sự chín chắn á, thì sẽ rất là dễ xảy ra những cái sự bất đồng quan điểm và mâu thuẫn trong hôn nhân. Và khi mà đến cái độ tuổi thích hợp mà mình gặp đúng cái đối tượng thấu hiểu mình á nha, tại vì ở đây còn dễ báo là bạn có một mối tình sôi động ở bên ngoài nữa, ở bên ngoài cái sau cái giai đoạn là từ 30 tuổi đổ lên á, ngoài 35 á đó nha, thì bạn sẽ giống như mình rất là dễ mình bị xao xuyến, mình bị rung động á nha, nên bản thân bạn phải cố gắng. Tuy nhiên ở đây á, cái đường tâm đạo của bạn ấy thì về sau mình vẫn chưa thấy xuất hiện cái sự đứt gãy nha. Nên vì vậy chỉ cần bản thân bạn cố gắng dung hòa nhường nhịn, khống chế các cảm xúc bên ngoài thì vẫn có được cái sự trọn vẹn về sau nha. Sau này mình thấy cũng thấy có những cái người mà người ta đi bên cạnh mình đó ha. Người ta đi bên cạnh cả cuộc đời mình cả một quãng đường dài đó. Ngón áp út hướng về ngón giữa này ha. Mình thấy ngón áp út này thể hiện cái người bạn đời này hướng hẳn về cái ngón giữa luôn á, thì thể hiện rằng người bạn đời rất là quan tâm và yêu thương bạn, cả hai sẽ cùng nhau trải qua mọi sự khó khăn trong cuộc sống. Nhưng giữa hai ngón này nó khá là ngang và nó lại có một cái khoảng khe hở khá là lớn. Thì vợ chồng rất là dễ có cái sự khắc khẩu cãi vã, nên cả hai hãy cố gắng nhường nhịn dung hòa, hạ cái tôi xuống để gia đình được êm ấm và hôn nhân có được cái sự trọn vẹn. Mặt khác ở đây cung phu thê của bạn ấy nó lại bị hõm này. Đó. Nó lại quá là nhiều những cái đường vân xung phá như vậy á. Thì cho thấy vợ chồng dễ tranh cãi, bất đồng quan điểm, duyên phận vợ chồng mỏng manh. Mà nhiều cái đường phân nhánh như hình lông hướng về cái ngón trỏ này ha. Đó. Xuất hiện cả những cái đường tam giác ngược ở dưới cái đường tâm đạo á, là biểu hiện của tâm tư tình cảm có khuynh hướng kìm nén. Ngón út dài đầy đặn hướng về ngón áp út. Đây. Nha. Thì thể hiện rằng con cái thiếu dũng khí, khá ỷ lại vào bố mẹ, bù lại biết nghe lời, tâm hướng về ba mẹ, cần rèn luyện tính tự lập cho con từ sớm. Con cái ngón út mà nó to trội mạnh quá thì nó sẽ thể hiện rằng con cái đôi khi nó có cái tính cách khá là mạnh mẽ, ngang bướng, cần chú ý dạy bảo nhưng mà nhẹ nhàng. Ngón út quá to và đầy đặn tròn trịa thì con cái có tài vận nhưng dễ chịu cảnh cô độc ha. Mình cũng có soi bát tự cho con của bạn ấy thì lại phạm vào cô thần quả tú nha. Cái người phạm vào cô thần quả tú thì phải nói là cái đường tình cảm và hôn nhân của người ta nó rất là vất vả, chủ cái số cô độc á nha. Có lấy được thì cũng phân ly. Chúng ta sẽ đi đôi chút vào cái tính cách để xem cái tính cách và con người của bạn ấy như thế nào đã nha. Thì ở đây bạn ấy có cái lòng bàn tay hình chữ nhật, thì chủ là cái người sắc bén ha, nhạy cảm, nhiệt tình, nhiều cảm xúc, có thể giao lưu dễ dàng với mọi người, mọi tính cách nhờ vào cái sự cởi mở của mình, nhưng sâu thẳm trong nội tâm lại không thật sự mở lòng với bất cứ ai, khó tìm đến ai đó để chia sẻ cái nỗi lòng của mình. Bạn rất đáng tin cậy để có thể dễ dàng cho người khác lời khuyên, nhưng lại khó thực hiện lời khuyên như vậy cho bản thân. Các ngón tay hình bầu dục thì chủ về lòng sức sống, lòng tiến thủ, tính độc lập, tháng nào thích đi đây đi đó, thích hoạt động. Ngón tay cái to là người có nghị lực sống, có lý trí, ngón cái mà lại rất là dài so với cái tiêu chuẩn muốn có, thì thể hiện thấy là bạn có trí tuệ, có độc lập, có sự phóng khoáng, có ý chí nghị lực vươn lên, dễ thích ứng với xã hội. Tuy nhiên, đôi khi háo thắng, ngoan cố, tự làm theo ý mình, không sợ bất kỳ khó khăn nào, thuộc tuýp người không an phận, luôn muốn vươn lên, muốn có nhiều hơn mọi thứ vốn có. Ngón cái cứng, khó bẻ cong thì thường biểu hiện của sự cố chấp và bướng bỉnh, kiên nhẫn, không thích nhược bộ. Đốt thứ nhất của ngón cái ngắn, đốt thứ hai dài thì chủ cẩn thận, suy nghĩ có sự chu đáo, có phán đoán, xử sự theo lý trí. Nhưng do đôi khi quá thận trọng và hay nghĩ cho bản thân nên đôi khi thiếu cái sự quyết đoán, sự kiên nhẫn, tự tin nên khả năng thực hiện đôi khi chưa có tốt. Ngón giữa nghiêng về ngón áp út thì dễ gặp trắc trở trong vấn đề tình cảm. Đốt thứ hai của ngón giữa thiên về cảm xúc, càng dài hơn đốt thứ ba thì dễ bị cảm xúc chi phối, cả nể trong tình cảm khá là yếu đuối. Đốt thứ hai mà dài hơn đốt thứ nhất thì dễ có cái năng khiếu đặc tài về một cái công việc nào đó. Nếu mà bạn làm về cái công việc đó thì dễ có được cái sự thành công. Đầu ngón giữa hình bầu dục chỉ cho thấy tính cách nhạy bén, có trí tuệ, sáng suốt, giỏi tâm lý, cẩn trọng, không dễ để nhiều người khác hiểu mình, biết cách che giấu cảm xúc. Ngón trỏ nghiêng thể hiện lập trường dễ bị lung lay nha, tác động mà thay đổi chủ kiến. Ngón trỏ dài đủ tiêu chuẩn thì thể hiện có năng lực chỉ huy, lãnh đạo khá là tốt. Ngón áp út chưa đạt được cái độ dài tiêu chuẩn thì chưa có tầm nhìn xa trông rộng. Ngón áp út thật ngắn thì tính khá là thật thà, có thể sống vì người khác. Đốt thứ hai của ngón áp út dài
thì chủ thông minh biết điều, có kỹ năng thương mại cẩn trọng, đầu ngón áp út hình bầu dục thì có óc thẩm mỹ kinh tế, có năng lực xã giao tốt. Ngón trỏ mà dài hơn ngón áp út thì là người có tự chủ, không cam chịu thất bại, không đầu hàng trước khó khăn, dễ chiếm được lòng tin của mọi người, ham làm để có công danh, có sự nghiệp. Tuy nhiên tính cách thì đôi khi hơi nhút nhát, biết cách nhẫn nhịn, nhún nhường nên dễ bỏ qua nhiều cái cơ hội, bù lại có được nhiều thiện cảm của mọi người, trầm tĩnh, thích hợp làm những công việc văn phòng, kỹ tính, tính toán giỏi. Ngón út thì ngắn hơn một chút so với đốt thứ nhất của ngón áp út thì sống chan hòa, tốt bụng, khá nhút nhát, ít nói, thường ít bộc lộ tính cách ra bên ngoài, dễ khép mình, tỏ ra khó gần nhưng thực ra nội tâm dữ dội, hiếm khi tham gia các hoạt động bên ngoài tập thể nên đối với người mới quen, họ nghĩ bạn khá là dè dặt và khó gần. Chính cái sự dè dặt, rụt rè e ngại sẽ khiến bạn mất đi nhiều cái cơ hội của cuộc đời. Bạn đặt kỳ vọng rất cao vào những người bạn tin tưởng nhưng khi không được đáp ứng thì không giấu nổi cái sự thất vọng. Bạn biết cách quan tâm chăm sóc người khác nhưng đôi khi bướng bỉnh, nhiều lúc cực kỳ cứng đầu, không phân biệt đúng sai. Trong tình yêu nồng nàn sôi nổi, sẵn lòng làm mọi việc vì người mình thương, nhưng đôi khi quá nhẫn nhịn, chịu đè nén nên đời sống không được thoải mái, thành ra chuyện hôn nhân cũng vì thế khó mà hạnh phúc. Ngón út dài tựa sát ngón áp út thì hơi đa nghi, bù lại giỏi giao tiếp, chơi với bạn dễ được bạn đối xử thật lòng. Đầu ngón áp út hình bầu dục thì chủ có đầu óc kinh doanh tốt, có trí tuệ, năng lực xã giao tốt, bản năng mạnh mẽ. Khe ngón tay khít thì cho thấy cái sự cẩn thận tỉ mỉ, hành sự bảo thủ, cần kiệm thực tế, không tùy tiện dùng tiền. Về sức khỏe cũng như gia tạo thì mình có nói lúc nãy, những cái người mà thuộc bàn tay có nhiều đường chỉ á thì chủ tâm trí phiền loạn, mất cái sự cân bằng, nhiều suy tư hay lo âu, dễ bị áp lực, mệt mỏi, buồn phiền, tâm không an. Và cái này là suy nghĩ nhiều quá nên đôi khi tự mình làm khổ chính mình. Minh đường mà rộng đủ tiêu chuẩn đó, thì bản thân sẽ có cái sự sáng suốt, tính cách hòa nhã, dễ gần, có đủ cái sự bao dung rộng rãi. Đường sinh đạo mà rõ nét ha. Ở đây đường sinh đạo khá là rõ nét này. Tuy nhiên lại bị quá là nhiều những cái đường cản trở ha, rất là đậm nét là nó cắt ngang này. Khí sắc ở một số điểm trên sinh đạo lại tối thì nhìn bề ngoài á, cái sức khỏe có vẻ là tốt nhưng mà dễ lại mắc các bệnh thiên về lục phủ ngũ tạng. Thì ở đây bạn cần phải chú ý các dấu hiệu liên quan đến dạ dày, đại tràng, đường ruột, bệnh phụ nữ, máu huyết, thiếu máu, huyết áp, tim mạch này, mắt này, sỏi mật này, đốt sống cổ khiến máu không lưu thông, mỡ máu và tiểu đường, viêm đường hô hấp. Cuối đường sinh đạo nó lại khá là mờ nhạt nha. Này, đây này. Xuất hiện lại giống như hình tua rua này ha. Nó không đều, nó liên kết không đều nhau á. Thì cho thấy người đó về hậu vận sức khỏe sớm suy nhược, dễ làm việc quá độ, không biết nghỉ ngơi, chưa rèn luyện thể lực chất hợp lý, sức khỏe dần đi xuống. Ngoài ra nhân sinh quan có phần tiêu cực, dễ khép mình, tinh thần không tốt. Bản thân cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng và thăm khám sức khỏe định kỳ nhiều hơn. Thì các dấu hiệu mà bệnh tiềm ẩn ở trên tay như mình có nói á, thì càng về hậu vận sẽ càng cảm nhận rõ hơn. Nếu phước nhiều thì phát chậm, phát nhẹ, phước mỏng thì phát sớm và trở nặng. Nên bản thân hãy tu tâm tích phước, năng hương khói, xin ra tiên độ mệnh cho bản thân. Đoạn đầu đường sinh đạo ha, bị quá là nhiều những cái vân hình thoi. Đây ha, nó kết hợp như cái vân hình dây xích kéo dài á. Thì chủ tuổi thơ nhiều bệnh tật khiến bố mẹ phải vất vả, lo lắng. Ngoài ra còn có các hạn chết hụt liên quan đến thanh mạng. Nhưng may mắn nhờ có vân âm đức gia hộ nên thoát được. Thì các hạn khó khăn trở ngại thì nó sẽ vào các năm 3 đến 4 tuổi, 6, 7, 8, 10, ha, 12, 13 nặng này ha, 14 cũng nặng này, 16, 17 nặng này. Đây, 16, 17 khá là nặng luôn, ảnh hưởng đến cả việc học này. 18, 19, 20 nặng, 25 nặng, 28, 29, 27 cũng có nhỏ nhỏ này, 31 nặng, 32, 37, 38 nặng nha, 39, 42, 43 nặng này ha. 42, 43 nặng, dễ có cái biến cố làm thay đổi cái hoàn cảnh hoặc trong cuộc sống không ạ. 48, 49, 53, 58 và 59 nha. Các hạn bao gồm sẽ như là đau ốm, tai nạn, tang gia, mất tiền, công việc khó khăn này, pháp lý, giấy tờ này, hoặc là trong cuộc sống tình cảm ha. Đó. Như mình cũng có nói lúc nãy á, có một những cái giai đoạn mà từ 37, 38 hoặc là 42, 43 á, thì dễ xảy ra cái biến cố hoặc sự việc nào đó làm thay đổi cuộc sống của bản thân. Tuy nhiên nhờ cái sự tu tập cũng như phần phước gia tiên mà bản thân có cái những cái đường vân âm đức này ha, khá là dài. Đấy. Chính nhờ những cái đường vân âm đức này sẽ giúp bạn qua được rất là nhiều những cái hạn trong cuộc sống đấy nha.
đó. Nên hãy cố gắng tích phước năng xương, năng chăm lo hương khói cho gia tiên, để khi những cái hạn mà nặng mà mình ứng á, gia tiên sẽ đưa đường chỉ lối để mình vượt qua những cái nạn đó. Đường chí đạo mà nó đóng những cái vân hình thoi á, thì dễ có vấn đề liên quan tới mắt, hoặc sẽ làm thủ thuật liên quan tới mắt nha. Tâm đạo có vân đạo ở giữa khe của ngón áp út và ngón út á, thì phụ nữ khi sinh á, thì dễ phải sinh mổ, còn nam giới thì dễ bị phẫu thuật ở phần phần bụng nha. Tâm đạo mà có cái vân đạo ở khe giữa ngón út và ngón áp út thì phụ nữ khi sinh nở thì dễ là sinh mổ. Trong đời thì dễ có cái sự đụng chạm dao kéo cơ thể, khâu vá cơ thể khoảng chừng 3 lần nhé. Tay nó báo 3 hoặc là 4 lần này. Dấu ích ở trên chí đạo giữa ngón giữa thì chú ý phòng các tai nạn, thương tích liên quan đến phần đầu hoặc là từ cái phần tai đổ lên nha. Phòng tai họa bất ngờ hoặc là liên quan đến pháp lý, pháp luật. Vân hình lưới ở cuối cái đường tâm đạo thì như mình có hay chia sẻ ở trong cái bài viết của mình nha. Thì chú ý đến hạn pháp lý pháp luật trong hôn nhân. Còn vân hình lưới ở trên cái đầu đường sinh đạo thì chú ý các tai nạn bất ngờ liên quan đến té ngã hoặc là té cao, té từ trên cao xuống, hoặc mình đang đứng ở trên cái bục cao mình té xuống dưới hồ nước chẳng hạn nha. Các giai đoạn 18, 19, 20, 25, 29, 31, 37, 38, 42, 43 thì chú ý giúp mình dễ có hạn về pháp lý giấy tờ nha. Về gia đạo thì ở đây là bạn có cái cung phúc đức này ha, cao đầy, nhưng mà có quá nhiều những cái đường chỉ mảnh như vậy thì thể hiện là trong cái dòng họ, trong cái gia tộc của bản thân mình sẽ có nhiều người mất trẻ. Ngón trỏ mà hướng về ngón giữa thì thể hiện bản thân nhận được cái sự quan tâm từ người thân. Ngón cái to mạnh thì chủ ba mẹ giỏi giang. Tuy nhiên đốt thứ nhất của con cái có nhiều đường vân ngang thì thể hiện rằng ba thân sinh vất vả nhưng mà vẫn chưa phát triển được như ý muốn. Cung càn đầy đặn nhưng có đường vân xung phá ha. Đây này. Cái cung càn của bạn mình thấy nó cũng có cái sự đầy đặn này nhưng mà nó lại bị nhiều cái đường vân nó xung phá. Tay này nó thấy rõ hơn này. Đây ha, có rất là nhiều những cái đường vân xung phá này. Thì dễ khắc ba, dễ có sự bất đồng quan điểm với ba thân sinh hoặc sức khỏe của ba không tốt. Nếu khắc nặng thì ba dễ mất sớm khi cái tuổi đời bạn còn trẻ hoặc là phân ly không ở cùng với ba. Đốt thứ hai của con cái quá nhiều là đường vân. Đây. Đây quá nhiều là đường vân xuyên loạn nha. Thì nó cũng nói rằng sức khỏe của mẹ thân sinh không tốt, phải chú ý sức khỏe của mẹ thân sinh. Nếu mà nặng thì mẹ dễ mất sớm. Tuy nhiên ngón cái to và mạnh thì nó sẽ khắc chế được một phần cái sự xung khắc của cả ba lẫn mẹ. Bản thân thì nên cố gắng lập nghiệp xa thì sẽ tốt hơn cho mệnh của ba mẹ. Cung huynh đệ cũng có khí sắc xanh nha. Đây này. Nó cũng có những cái khí sắc xanh này. À, nó có những cái đường vân mà nó xung phá đó. Đó thì trong gia đình anh em dễ có người mất trẻ hoặc là bố mẹ bỏ đốt. Anh em thì dễ ly tán mỗi người một nơi, nghĩa là không ở gần nhau ạ. Ngoài ra thì chú ý cho mình hạn chế đến những nơi sông nước ao hồ ha. Vì dễ có cái hạn liên quan đến thủy nạn á. Về sự nghiệp cũng như cái tài vận á, thì ở đây bạn ấy có cái đường sinh đạo thì như mình nói lúc nãy nha, có cái độ cong lớn. Người nào mà có cái đường sinh đạo có cái độ cong lớn á, gò kim tinh lại rộng á, thì chủ là cái người thích giao thiệp, quan hệ xã hội tốt. Gò mộc tinh lại đầy đặn nữa thì thể hiện rằng bản thân có cái sự nhiệt tình chân thành nhưng có tham vọng, thường muốn chi phối người khác, có sự tin tưởng vào tâm linh. Các đường hướng thượng từ đường sinh đạo đi lên á, đây thì thể hiện rằng bản thân luôn có cái sự nỗ lực, luôn đấu tranh cho tha, luôn đấu tranh, có tham vọng, dù thất bại cũng sẽ không bỏ cuộc. Đường chí đạo và đường sinh đạo thì lại xuất phát cùng điểm ở trong khoảng rộng của ngón trỏ ha, khá là dài, là kiểu người có tâm lý ổn định, khả năng thích ứng tốt, có tư duy logic nhiệt tình nhưng không mất lý trí, làm việc có suy nghĩ trước sau nhưng suy nghĩ đôi khi khá là lâu, khi cần quyết đoán một cái sự việc nào đó thì do nghĩ ngợi lâu mà dễ đánh mất cơ hội của bản thân và đôi khi khá là bảo thủ và cứng nhắc. Gò thủy tinh thì đầy đặn nhá, bạn này có gò thủy tinh khá là đầy đặn này. Đó lại có cái đường tài vận này ha, thì thích hợp làm trong những ngành y, luật sư, nhà khoa học, nhà kinh doanh, thương mại hoặc là marketing. Đường lữ hành mà rõ nét chạy ngang gò thái âm thì chủ bản thân có số xa nhà lập nghiệp hoặc lấy chồng xa thì thuận nhá. Đây. Đó, sự nghiệp bạn này bắt buộc thì nếu mà phải lập nghiệp xa thì mới thuận nhá, còn lập nghiệp ở gần 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 trong gia đình, trong nhà, trong dự ở quê thì sẽ không có thuận đâu. Ở đây thậm chí bạn này cũng có đường xuất ngoại ấy nha, nếu như bản thân muốn đi. Đường vận mệnh nó xuất phát từ cái đường những cái đường sinh đạo đi lên. Đây. Đó.
Thủy chủ dựa vào năng lực ý chí của bản thân để phát triển gây dựng sự nghiệp. Đường thủy tinh mà xuất phát từ bên trong cái đường sinh đạo đi lên thì sẽ có cái sự trợ giúp từ trong gia đình về tiền bạc hoặc là công việc hoặc là có liên quan đến gia đình. Giai đoạn ban đầu từ những cái năm 25 cho đến những cái năm mà 27 á, thì ở đây mình thấy chưa có cái sự ổn định trong công việc nha, và công việc nó đây này, nó chưa có sự tốt đâu, tại vì cái giai đoạn này cái đường vận mệnh nó quá là mờ nhạt. Nhưng mà từ những cái năm 28, 29 trở lên á, thì bắt đầu có sự xác định rõ ràng hơn ở trong công việc nhá. Đây này, tại vì do có cái đường trợ vận nó đi lên á. Và công việc từ 28 bạn sẽ làm đến 29, 30 sẽ có cái sự thay đổi, và từ 30, 31 sẽ làm cho đến 33, 34 sẽ có sự thay đổi tiếp và làm ổn định cho đến 43, 44. Chỉ cần cái đường sự nghiệp của bạn này có cái sự đứt đoạn này ha, có cái sự đang làm có cái nụ cong lên á, thì đó chính là những cái dấu hiệu của những cái sự thay đổi. Đó. Có thể thay đổi trong công việc ở đây, ví dụ như trong công việc đó bạn đang làm từ công việc này nhưng bạn bị điều chuyển qua chức vụ khác, hoặc bạn kiêm nhiệm thêm một cái công việc khác. Còn nếu như mà cái đường sự nghiệp của bạn ấy mà nó có cái đường đứt đoạn hẳn và nó cong lên nhiều quá luôn á, thì dễ là đổi hẳn sang một cái công ty khác hoặc đổi mới sang một công việc khác hoàn toàn luôn nha. Ở đây thì mình có soi kỹ những cái mốc thời gian mà thay đổi công việc cho bạn ấy, được gửi cho bạn ấy rồi ha, nên mình cũng sẽ không có nói nhiều và đi sâu vào nữa. Thì vào các năm 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 luôn. Và liên tục luôn về sau thì luôn dễ có những cái khó khăn hoặc là thay đổi mới công việc về vị trí, hoặc là vị trí về chức vụ, hoặc là luôn muốn có những cái sự đầu tư phát triển mới. Thì giai đoạn trước 31, 32 thì mình thấy ở đây đường chí đạo có cái sắc khí nó hơi tối ám đen ha. Đây. Nhiều đường cắt phá thì chủ dễ có cái sự khó khăn trong công việc hoặc là trong cuộc sống, dẫn đến tinh thần đôi khi có cái sự bi quan, mệt mỏi, chán nản. Ngoài ra bạn còn dễ có thêm các công việc phụ hoặc là nguồn thu nhập phụ, đầu tư phụ mang lại thêm cái nguồn thu nhập khác ngoài công việc chính. Đường chí đạo có nhiều những cái nhánh hướng lên như mình có nói rồi, thì bản thân dễ có thêm nhiều những cái sự đầu tư hoặc là phát triển mới nha. Đó ha, đường nhánh mà nó hướng lên giống như vậy này. Sau này bạn này bạn ấy còn dễ ra làm chủ nữa đây này. Thì vào các năm 20, 25, 28, 31, 32, 33, 38, 45, 46, 47 thì sẽ có những cái sự phát triển thay đổi mới hoặc là đầu tư mới trong công việc. Ngoài ra các tam giác ngược dưới đường chí đạo thì cũng thể hiện là trong đời sống gia đình hoặc là trong công việc dễ có cái sự áp lực, mệt mỏi, suy tư. Ngoài ra còn phải chú ý đồng nghiệp hoặc là người làm chung, nhân viên dưới trướng ha, hoặc là tiểu nhân đó ha, sẽ có những cái giống như người ta nói xấu mình, hoặc là đôi khi người ta gây khó dễ trong công việc cho mình á. Cung ly mà nó cao đầy nha, lại có những cái đường mà cái đường tài vận như vậy á, thì bản thân có lộc về vấn đề tiền bạc á. Ví dụ như mình cứ hết tiền thì mình sẽ tự động có tiền lại, không cần biết ít hay nhiều ở đâu ra nha. Nhưng cứ hết thì tự động có những cái khoản lặt vặt mình sẽ có lại. Giai đoạn từ 30 đến 35 và từ 45 trở đi thì đường tài vận khá là tốt và có bà tổ cô nâng đỡ về vấn đề tài lộc nha. Có đường tài vận rõ ràng là thủy tinh lại cao thì bản thân dễ có duyên với thương mại. Nếu như bạn chuyển sang thiên hướng kinh doanh buôn bán thì dễ có lộc lá. Tuy nhiên cái đường tài vận lại có cái sự đứt đoạn nhiều chỗ nha. Thì chủ bản thân nó cũng dễ có những cái sự thoát tài, đôi khi có những cái việc mà không đâu ạ, hoặc là những cái việc mình không lường trước được nhưng mà vẫn phải khiến mình thất thoát cái số tiền không đáng có nha. Thì vào các năm 22, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 48, 49 thì dễ có cái sự thất thoát lớn về vấn đề tiền bạc. Thì ở trên minh đường thì mình cũng thấy là xuất hiện hai cái dấu thập lớn ha. Chia 60, 40 thì chủ bạn sẽ gặp hai cái sự thất bại lớn về vật chất do cái sự đầu tư hoặc tin người của mình. Ví dụ 100 triệu thì sẽ mất 60 triệu phụ thuộc vào số vật chất mà bạn bỏ ra. Đây là cái nghiệp của bản thân đã gieo từ đời này hoặc kiếp trước bắt buộc phải trả, dù có báo trước thì bạn cũng sẽ không tránh được. Ngoài ra người có dấu thập khá là tâm linh này, có cái sự trực giác nhạy bén, trong đời ít nhất phải hai lần thập tử nhất sinh nhưng may mắn thoát được. Thì vào các năm 27 đến 30 thì ở đây mình thấy khá là mờ ha. Mình đã thấy soi cái gì được thì mình đã thấy cái đó. Thì dễ có các khoản vay mượn nợ. Các giai đoạn 35, 30, 40 thì sẽ không có cái sự thuận lợi vấn đề tiền bạc. Đây là cái phòng mình khoanh tròn đây này. Đấy. Tài chính nó sẽ có cái sự khó khăn. Vân chữ điền ở trên cái ngón tay cái thì dễ có lộc đất đai. Đất đai mình được thừa hưởng đấy nha. Các năm 21, 22, 27, 47, 51, 59, 60 thì dễ có cái sự di dời nơi ở hoặc mua bán bất động sản, hoặc có cái sự thành công hoặc là nguồn tài lộc tốt. Một cái bài luận chỉ tay thì mình đối với cái bạn này thì mình cũng đã soi cho bạn ấy cả những cái tháng không tốt rồi, thì bạn chú ý những cái tháng mà âm lịch không tốt giúp mình nha. Ví dụ
như cái tháng 8 này, tháng 9, tháng 10 nha. Nếu không tốt thì còn đề phòng báo tang nữa đấy, nên cố gắng chú ý những cái tháng đó giúp mình. Thì trên là một cái bài luận chi tiết về tính cách, tướng tay cũng như gia đạo, sự nghiệp, công việc, hôn nhân, tình cảm, con cái của bạn ấy. Thì sau cái bài luận này mình hy vọng rằng bạn sẽ có thể rút ra được cho mình những cái sự việc chưa tốt. Thì ở trên là cái bài luận mà mình vừa luận chi tiết cho bạn ấy. Thì mong rằng bạn sẽ hài lòng với cái bài luận của bản thân mình. Một lần nữa mình cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những cái bài luận tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.